Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trồng cà chua sớm cho hiệu quả kinh tế cao. Dòng họ ở Yên Mỹ có nhiều người theo nghề bốc thuốc cứu người. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ nhấn mạnh, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2018. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2018. Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội tỉnh ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm tăng 8,5%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ 680 triệu đô la Mỹ, tổng thu ngân sách ước đạt 11.000 tỷ đồng, đạt hơn 103% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 8.000 tỷ đồng. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Văn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu thảo luận tập trung làm rõ các nội dung, những giải pháp thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Phát biểu kết luận bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu, cấp ủy chính quyền các cấp cần nỗ lực tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh. Năm 2017, chúng ta đã đạt được những cái kết quả hết sức ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đảm bảo xã hội và mọi mặt về của đời sống nhân dân trong tỉnh ta. Năm 2018, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Năm thứ hai, tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách và có phần điều tiết về trung ương. Trong khi đó, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đòi hỏi phải cao, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh yêu cầu phải được nâng lên. Mặt khác, nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội rất lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp,
nhất là khi tỉnh lại phải tự cân đối thu chi. Do vậy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ trương tiếp tục tập trung bảo đảm ổn định kinh tế, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tập trung hơn trong lãnh đạo chỉ đạo nhằm chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá mà Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã xác định. Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với báo cáo ở hội nghị về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và kế hoạch thực hiện vốn đầu tư công năm 2018. Để có thể hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018, cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt và tập trung cao trong tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình của tỉnh ủy, đề án của Ban Thường vụ tỉnh ủy, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phấn đấu năm 2018, tỉnh có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm có thứ hạng cao trong danh sách chỉ số cạnh tranh của toàn quốc đề ra. Đồng thời, siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong chống thất thu, nợ đọng thuế và chuyển giá. Thực hiện đồng bộ các biện pháp hữu hiệu để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, có biện pháp thiết thực để xử lý căn bản và triệt để hơn nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là ở cấp xã, cấp huyện và công trình xây dựng nông thôn mới. Thưa các đồng chí, hiện nay khối các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã đóng góp trên 70% tổng số thu ngân sách nội địa của tỉnh. Dự báo tỷ lệ này tiếp tục tăng cao hơn nữa trong những năm tới. Qua đó tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh là đúng. Tuy nhiên, những năm qua, số lượng dự án đi vào hoạt động hàng năm chiếm tỷ lệ chưa cao trong số lượng dự án được tiếp nhận đầu tư. Nguyên nhân một phần do năng lực hạn chế của doanh nghiệp, nhưng về chủ quan chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương còn nhiều hạn chế bất cập. Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định rõ yêu cầu để đáp ứng phát triển kinh tế xã hội nhanh và đồng bộ, thì các công trình giao thông, công trình điện, hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và hạ tầng thiết yếu khác phải được quan tâm triển khai trước một bước. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng ở rất nhiều các dự án thuộc các lĩnh vực nêu trên đều chậm, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư và nguồn thu ngân sách những năm tới. Do vậy, tỉnh ủy chủ trương xác định năm 2018 là năm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp các ngành. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, các công trình, dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, hạ tầng đô thị, khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó chủ động giải phóng mặt bằng để sẵn sàng tiếp nhận, triển khai thực hiện dự án Học viện Y Dược Học Cổ Truyền về đầu tư tại khu Đại học Phố Hiến. Đồng thời tập trung vốn cho các dự án hạ tầng quan trọng có sức lan tỏa cao và kết nối phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn được giao quản lý, tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư công thuộc trách nhiệm quản lý. Các cấp các ngành đẩy mạnh thực hiện đề án khuyến khích tích tụ tập trung dụng đất,
để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn giai đoạn 2017-2020 gắn với tăng cường thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng giống vật tư nông nghiệp và nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm hành lang lưới điện cao áp, xây dựng công trình, làm nhà ở trái phép trên đất giao thông, thủy lợi, đất sản xuất, nông nghiệp. Sớm hoàn thành bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý theo quy định. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm, duy trì thường xuyên và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài, kiên quyết không để xảy ra điểm nổi cộm phức tạp mới, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị trong việc phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa xã hội, giáo dục và y tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách xã hội và hoạt động nhân đạo từ thiện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong cải cách hành chính, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2018. Thưa các đồng chí, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 cần sự nỗ lực, cố gắng tập trung cao để thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn diễn biến phức tạp. Do vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng các cấp các ngành trong tỉnh nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ mà Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15 vừa thảo luận và quyết định. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, động viên các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân để thực hiện đạt kết quả cao nhất, góp phần quan trọng tạo đà hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả thời kỳ 2016-2020. Bằng sự nỗ lực quyết tâm cao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đang dồn sức phấn đấu cán đích xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Minh Hải còn 4 tiêu chí chưa thực hiện được là tiêu chí cơ sở văn hóa, trường học, môi trường và giao thông với 50% đường giao thông đã xuống cấp, chưa được bê tông hóa, 5 trên 6 thôn chưa có nhà văn hóa, thiếu 12 phòng học các cấp. Đây đều là những tiêu chí cần huy động nguồn vốn đầu tư lớn, nên trong thời gian tới xã khuyến khích người dân đầu tư sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, củng cố nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đồng thời rút kinh nghiệm từ bài học thôn Hoàng Nha xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, không chạy theo thành tích, huy động sức dân đúng mức, thực hiện công khai, minh bạch. Đức Long Đường là tên hiệu nổi tiếng gắn bó với gia đình cố lương y Đỗ Thế Di ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ gần 100 năm qua. Đến nay đã có 6 người con cháu ruột trong gia đình cụ Di nối nghiệp ông cha. Đó là lương y Đỗ Thế Luân, Đỗ Thị Khương, Đỗ Thị Hồng. Bà Khương hiện là chủ tịch hội đông y xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Bà đã có 44 năm theo nghiệp bốc thuốc chữa các bệnh, chứng liệt, tai biến, méo mồm bằng châm cứu. Lương y Nguyễn Thị Hồng ngay từ nhỏ đã theo học, phụ giúp nghề bốc thuốc cho bố mẹ. Ngoài 40 tuổi, với 23 năm làm nghề, cô đã vận dụng hiệu quả các bài thuốc chữa xương khớp tai biến, sỏi thận, dạ dày, vô sinh, tà lỵ thương hàn trên hàng trăm bệnh nhân. Ngoài 3 người con đang theo nghề tại quê hương, cụ Lang Di còn 2 người con là lương y Đỗ Thị Cúc cũng rất được bà con nhân dân thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào tin tưởng, yêu mến. Và người con trai Đỗ Huy Tố hiện là chủ tịch hội đông y quận Kiến An, Hải Phòng, giám đốc trung tâm đông tây y quân khu 3. Lương y Đỗ Thế Trúc là cháu ruột của cụ Di cũng đang theo nghiệp của gia đình. Ngay tại địa phương, trong đội tộc của cụ Lang Di cũng có nhiều người cháu theo nghề. Đó là thầy Lang Đỗ Thế Thèm cũng nối nghiệp gia tiên
và truyền lại nghề cho hai người con trai là Lương Y Đỗ Thế Thục và Đỗ Thế Thược. Mỗi một người con, người cháu trong gia đình dòng họ Đỗ đều vận dụng tốt những bài thuốc quý của gia tộc, chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân, góp phần giữ gìn bảo tồn và làm rạng danh mảnh đất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Mặc dù đã cảnh báo về tình trạng bày bán quà vặt trước cổng trường gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho các em học sinh, song đến nay tại nhiều cổng trường học vẫn diễn ra tình trạng này. Trường tiểu học xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên là một ví dụ. Ngay trước cổng trường tiểu học xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên có đến 4 cửa hàng bày nhiều mặt hàng kẹo, bánh, nước uống các loại phục vụ các em học sinh. Theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng được bày bán đa phần là của Trung Quốc, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhưng vì lợi nhuận, các chủ cửa hàng vẫn bất chấp cảnh báo của các cơ quan chức năng, vẫn ngang nhiên bày bán các mặt hàng trên để bán cho các em học sinh. Để bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, các bậc phụ huynh cần nhắc nhở con em mình, đồng thời lãnh đạo địa phương cùng nhà trường cần có biện pháp xử lý nghiêm các cửa hàng trên. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, tại ngã tư chợ Thi, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 15C05348 do anh Vũ Sĩ Việt, sinh năm 1983, ở xã Hồng Quang điều khiển, va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 89F51300 do ông Trần Đình Hạnh, sinh năm 1955, ở xã Hạ Lễ điều khiển. Trên xe chở hai cháu nhỏ là Trần Đăng Quang, sinh năm 2011 và Trần Trung Nghĩa, sinh năm 2014, đều trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hậu quả cháu Trần Đăng Quang tử vong tại chỗ, ông Trần Đình Hạnh và cháu Trần Trung Nghĩa bị thương. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Mời bà con và quý vị theo dõi một thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, nhiệt độ, độ ẩm không khí thấp thường làm vật nuôi bị khô da, dễ bị nhiễm trùng, tuần hoàn máu dưới da và niêm mạc giảm, tạo cơ hội cho vi sinh vật gây bệnh xâm nhập. Để phòng bệnh, người chăn nuôi cần tăng cường biện pháp chăm sóc. Trước hết, người chăn nuôi cần che chắn chuồng trại kín gió, tránh gió lùa. Những ngày nhiệt độ xuống thấp cần bổ sung thêm rơm rạ hoặc thắp đèn sưởi ấm cho vật nuôi. Không nuôi gia súc chung với thủy cầm, gia cầm, bổ sung thêm dưỡng chất để tăng sức đề kháng. Ngoài ra, nên cho vật nuôi uống nước ấm có pha thêm muối nhạt. Sau khi xuất chuồng, phải để chống chuồng 2-3 tuần, xử lý vệ sinh chuồng trại đúng quy trình, rồi mới nhập lứa khác. Giải vôi bột và khơi thông cống rãnh để thoát nước thải, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm dịch bệnh, có chế độ chăm sóc đặc biệt với vật nuôi mới sinh, có biện pháp cách ly vật nuôi ốm yếu. Nếu xác định gia súc gia cầm bị chết do bệnh truyền nhiễm thì phải khử trùng chuồng trại và đem chôn xác gia súc gia cầm theo quy định, không vứt bừa bãi làm lây lan dịch bệnh. Bước vào tháng 11, nhiều nông dân mới bắt đầu xuống giống hoặc chăm sóc cây cà chua mới trồng chính vụ đông, thì ở thôn Đại Lại, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, bà con đang thu hoạch cà chua chín sớm cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn thôn có gần 20 mẫu cà chua thì có 10 mẫu cà chua sớm đang cho thu hoạch, bình quân đạt từ 1 đến 1,3 tấn quả một sào, với giá bán đầu vụ là 25.000 đồng 1 kg và hiện nay là 18.000 đồng 1 kg, mỗi sào trừ chi phí cho thu lãi gần 20 triệu đồng. Theo bà con cho biết, trồng cà chua sớm thường gặp khó khăn do các yếu tố thời tiết không thuận lợi, nhiều bệnh gây hại nên khi trồng cần chú ý một số điểm như phải trồng vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch, khi trồng cần làm luống cao, tiêu nước tốt để tránh bị ngập úng, bón vôi trước khi lên luống và sau khi trồng từ 10 đến 15 ngày để hạn chế bệnh hại. Đặc biệt lưu ý là khi trồng phải chọn giống cà chua chịu nhiệt, có khả năng chống chịu một số bệnh héo xanh, xoăn ngọn và luôn cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Nhờ áp dụng biện pháp sinh học chăm sóc cho cây cam vinh nên vụ này vườn cam của gia đình ông Đào Duy Nhất, thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ cho sai quả, chất lượng mẫu mã đẹp.
Nhận thấy nhu cầu của thị trường ưa chuộng sử dụng sản phẩm vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp, ngay từ đầu vụ năm 2017 này, gia đình ông Nhất đã áp dụng biện pháp sinh học, đó là sử dụng hoàn toàn phân chuồng hoai mục ủ với ngô và lân, kali để chăm sóc cho một mẫu cam vinh, cộng với biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng sun phát đồng để phun cho cây. Kết quả cho thấy cam cho quả sai, mẫu mã đẹp, đặc biệt chất lượng quả ngon, cho vị ngọt, đậm, thơm. Ước tính vụ này gia đình được thu 4 tấn quả, bán với giá gần 30.000 đồng 1 kg. Ông Nhất cho biết, để đạt được chất lượng quả như vậy, ngoài biện pháp chăm sóc như trên, sau khi thu hoạch quả xong, gia đình còn tiến hành bổ sung ngay dưỡng chất cho cây, vun luống cao để đảm bảo thoát nước tốt, tránh ngập úng và thường xuyên tưới nước cho cây vào mùa hanh khô. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, thứ tư ngày 29 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghề gốm sứ ở xã Xuân Quan đang hồi sinh. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, trường Trung học cơ sở Đại Đồng chăm ngoan học giỏi. Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả gần 2.000 tỷ đồng cho người thụ hưởng. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.